Chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sau Việt. Và sau đây là tin tức Hoài Linh kiếm tiền bạc tỷ. Hoài Linh vẫn giản dị đến ngỡ ngàng. Mời các bạn cùng theo dõi. Nhiều khán giả đã không thể nhận ra Hoài Linh khi anh ăn vẫn như một bác công nhân chính hiệu khi đến tham gia chương trình ca nhạc diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Xuất hiện tại nhà hát Hòa Bình thành phố Hồ Chí Minh để tham gia live show kỷ niệm 20 năm ca hát của Mạnh Quỳnh, danh hài Hoài Linh đã khiến không ít người ngỡ ngàng vì phong thái quá ư giản dị. Vừa bước xuống xe, Hoài Linh đã đi thẳng vào sân khấu. Điều đáng nói là nhiều người đã không thể nhận ra anh vì trang phục bà ba đen, khăn rằn đeo cổ, mũ lưỡi trai và chiếc ba lô nhỏ đeo trên người. So với số tiền bạc tỷ kiếm được hàng tháng, vẻ ngoài giản dị này một lần nữa làm khán giả ngưỡng mộ Hoài Linh. Hoài Linh đi dép lào, đội nón mũ lưỡi trai giản dị tới sân khấu, để nhất danh hài đất Việt lẳng lặng bước vào sân khấu mà không ai nhận ra. Anh nắng lại hỏi han một người bạn cùng làm trong giới giải trí. Sau đó lại tất cả đi vào hậu trường với nụ cười tươi rói trên môi. Dù kiếm bạc tỷ hàng tháng, song Hoài Linh vẫn vô cùng giản dị. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng lại nổi bật với phong cách thời trang độc đáo. Nam ca sĩ được Trường Giang tự tay chỉnh sửa quần áo. Chí tài khiến người xung quanh choáng váng vì giả gái cực xấu. Trường Giang tranh thủ bày trò trước khi lên sân khấu. Trường Giang và Phi Nhung, Chí Tài và Hà Thanh Xuân, Kỳ Duyên và Mạnh Quỳnh, Kỳ Duyên thân thiết với Lệ Quyên, MC Anh Quân, Hoa hậu Thu Hoài. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều vì đã dành chút ít thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Các bạn hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí để chúng tôi sẽ cho ra mắt thật nhiều video mới và hấp dẫn hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.